Du lịch nông nghiệp là một dạng du lịch được xây dựng và tổ chức dựa trên hoạt động sản xuất nông nghiệp. Mô hình trải nghiệm này thường diễn ra tại các nơi như nông trại, trang trại, thôn xóm hay bản làng nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan và giải trí của du khách. Du khách sẽ tham gia vào việc tham quan, tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động lao động sản xuất nông nghiệp, bao gồm việc trồng trọt, chăm sóc cây trồng, thu hoạch và thậm chí cả quy trình chế biến các sản phẩm nông sản. Tận dụng lợi thế nguồn tài nguyên nông thôn, bà con nông dân có thể kết hợp sản xuất chăn nuôi với du lịch nông nghiệp là một cách làm giàu ở nông thôn vô cùng tiềm năng. Việt Nam có điều kiện tự nhiên đa dạng với nhiều vùng nông nghiệp chuyên canh đã tồn tại lâu đời. Đa dạng về cảnh quan và thực phẩm là những yếu tố quan trọng làm cho du khách có cơ hội khám phá những trải nghiệm độc đáo trên các trang trại và nông trường. Chủ yếu khách tham quan trải nghiệm đều là những du khách đến từ thành thị hoặc đến từ vùng miền khác, có sự tò mò nhất định đối với các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Bà con có thể tham khảo chăn nuôi các loại động vật phù hợp với loại hình trải nghiệm chăm sóc như thỏ, dê, gà. Kết hợp trồng trọt các loại cây ăn quả để phù hợp với việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trồng, chăm sóc, thu hoạch nông sản. Nên chăn nuôi trồng trọt các loại nông sản đặc trưng của địa phương để thuận tiện cho việc chế biến và phục vụ khách du lịch. Kết hợp trưng bày với các gian hàng nông sản ngay tại khu lưu trú của khách để dễ dàng chuyển đổi đơn hàng cho khách mua về làm quà biếu. Việt Nam đang được thiên nhiên ưu đãi cho cảnh quan hùng vĩ, khí hậu ôn hòa, mát mẻ. Để duy trì được vẻ đẹp tự nhiên, thu hút khách du lịch, bà con nông dân bên cạnh việc sản xuất cần có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, xây dựng khu lưu trú đón tiếp khách sạch sẽ, an toàn, bố trí những góc chụp ảnh check-in để du khách lưu giữ những bức ảnh đẹp. Đặc biệt, đối với các mô hình người dân tộc thiểu số làm du lịch nông nghiệp, cần bảo tồn và duy trì những giá trị văn hóa truyền thống, làm điểm nhấn cho mô hình. Đưa các yếu tố dân tộc bản địa vào quá trình làm dịch vụ du lịch nông nghiệp sẽ để lại ấn tượng cho du khách.